Song hành với những tiếc nuối và còn những điều chưa làm được trong năm 2021, chúng ta sẽ phải tích cực chuẩn bị cho một hành trình mới, thử thách mới trong năm 2022. Thể thao điện tử Việt Nam cũng vậy, khép lại một năm đầy những biến động do ảnh hưởng từ Covid-19, khi nhiều đội tuyển mất đi cơ hội thi đấu tại các giải quốc tế, cũng như việc phải chịu nhiều thiệt thòi về đường truyền và ping do thi đấu online. Nhưng thôi, đó là chuyện của năm cũ. Với việc cơ bản đã tiêm đủ vaccine và kiểm soát tương đối dịch bệnh tại nhiều thành phố lớn, người hâm mộ có quyền tin tưởng eSports Việt trong năm mới sẽ trở lại đầy bùng nổ, đặc biệt là khi 2022 là một năm có rất nhiều sự kiện lớn. Nhân dịp chuẩn bị chào đón năm mới, hãy cùng Cảm Thể Thao điểm qua những mục tiêu của eSports Việt Nam trong năm 2022. Giành huy chương vàng tại SEA Games 31. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được diễn ra vào năm 2021. Thế nhưng, vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà chính phủ buộc phải dời sự kiện này sang năm 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 5. Việt Nam chưa bao giờ là nền thể thao yếu trong khu vực, thậm chí là một thế lực thật sự tại SEA Games, nên việc giành huy chương vàng tại bất kỳ bộ môn nào cũng sẽ nằm trong bảng chi tiêu của ban huấn luyện các đội tuyển cũng như người hâm mộ nước nhà, nhất là khi Việt Nam còn là nước chủ nhà. Chính vì vậy mà việc giành ít nhất một tấm huy chương vàng ở một trong 8 bộ môn thể thao điện tử tại SEA Games được cho là nhiệm vụ tối quan trọng của eSports Việt. Và khi nhìn vào 8 trò chơi sẽ tranh huy chương, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng các đại diện Việt Nam sẽ làm nên chuyện. Ở Liên minh huyền thoại, Việt Nam chắc chắn là đại diện nặng ký cho chức vô địch. Khi mà không phải vô cớ, những đội VCS sẽ có vé tiến thẳng đến các giải đấu thế giới mà không cần phải trải qua chung kết khu vực. Việc VCS là giải đấu tách biệt khỏi GPL cũ, cũng phần nào đó là sức mạnh của Liên minh huyền thoại Việt Nam khác biệt so với phần còn lại của Đông Nam Á. Liên minh huyền thoại Top 9 và Liên Quân Mobile hứa hẹn cũng sẽ là hai bộ môn giành huy chương vàng. Trong khi SPTC, đội tuyển Top 9 đến từ Việt Nam, đang là một trong những team mạnh nhất thế giới, thì Liên Quân Mobile cũng là sàn chơi vừa miếng với Việt Nam, khi chúng ta luôn là ông kẻ tại các giải đấu khu vực lẫn thế giới. Đối với trò chơi bao gồm Free Fire, PUBG Mobile và đột kích, thể thao điện tử Việt Nam cũng không hề yếu một chút nào, khi các đội tuyển đã nhiều lần ghi được tiếng vang, thậm chí đứng top trên trường quốc tế. Vấn đề là điều đó không tạo sự khác biệt quá lớn so với những nền eSports hàng đầu khu vực như Thái Lan hay Indo, nên chúng ta vẫn còn những câu hỏi tại các bộ môn này chờ thời gian giải đáp. Hai bộ môn căng thẳng nhất chính là FIFA Online 4 và Mobile Legends Bang Bang. Trong khi Mobile Legends gần như là sàn diễn của riêng những team đến từ Indonesia và Philippines, thì Thái Lan lại đá FIFA Online 4 cực kỳ bã, thậm chí là đá bại hai ông lớn là Hàn Quốc và Trung Quốc ở bộ môn này. Các đội đại diện Việt Nam sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể giành thành tích tốt ở hai bộ môn này. Thi đấu tốt tại Asian Games 2022. 2022 cũng đánh dấu là lần đầu tiên eSports được đưa vào tranh huy chương tại kỳ Á Vân Hội sau khi trở thành môn thể thao biểu diễn tại ASEAN 2018. Với một sân chơi tầm cỡ châu Á, chạm trán nhiều nền thể thao điện tử hàng đầu thế giới, thì mục tiêu khả dĩ nhất của đoàn Việt Nam sẽ là cố gắng giành huy chương ở một số môn thế mạnh. Cơ hội của eSports Việt Nam tại Asian Games chắc chắn sẽ ít hơn so với SEA Games, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng những đội tuyển đến từ nước nhà có thể làm nên chuyện ở những bộ môn như Liên Quân, PUBG Mobile hay phần nào đó là Liên Minh Huyền Thoại hay FIFA Online 4. Đây là các trò chơi mà những tuyển thủ đến từ Việt Nam thi đấu khá mát tay trong nhiều năm trở lại đây, nhất là Liên Quân Mobile. Trong khi đó, Liên Minh Huyền Thoại và FO4 dẫu vẫn được ưa chuộng tại Việt Nam, nhưng sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt từ các đại diện của Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các trò chơi còn lại như Dota 2, Street Fighter 5 cũng như Hearthstone vẫn còn đó là một ẩn số lớn, khi hiện tại ở nước ta, phong trào eSports những bộ môn này là không nổi bật. Mặc dù vẫn có cộng đồng những người có cùng đam mê, thật đáng tiếc khi thương hiệu PES, trò chơi mà Việt Nam chưa bao giờ thiếu tài năng, được đánh giá là một trong những thế lực mạnh nhất châu Á, đã bị Konami khai tử, vắng mặt tại ASEAN lần này, dù từng được đưa vào thi đấu biểu diễn tại ASEAN 2018. Tất nhiên, biết người biết ta trong trận trăm thắng, chắc chắn các đội tuyển đại diện cho Việt Nam sẽ có những chiến thuật, những sự chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng gây bất ngờ bất cứ lúc nào, bất kỳ bộ môn nào. Vô địch AWC và AIC. Cơn điên của Flash 2019 đã đưa vị thế của Liên Quân Việt Nam lên hàng đầu thế giới. Nhưng từ đó đến nay, các đại diện đến từ đất nước hình chữ S không còn giữ được phong độ hủy diệt khi ra trường quốc tế. Bằng chứng rõ nét nhất là việc Sài Gòn Phantom, đại diện Việt Nam tiến sâu tại AWC 2021, cũng không thể lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải. Còn VGaming, dù thi đấu cực cháy tại AIC 2021 cũng đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi thất bại 3-4 trong trận chung kết. Thắng không kêu, bại không ngãn. Thành tích ấn tượng của VGaming tại giải đấu khu vực vừa qua cũng là tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn đội tuyển này sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong năm mới. Chính vì vậy mà khi bước sang 2022, vô địch hai giải quốc tế AWC và AIC sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng của Liên Quân Việt Nam nói riêng và thể thao điện tử Việt Nam nói chung. Sự vươn tại hai đấu trường trên không chỉ bổ sung vào bảng thành tích cho eSports nước nhà mà còn giúp Việt Nam lấy lại vị thế hàng đầu vốn có của trò chơi mobile này. Tiến sâu vào PUBG Nations Cup. PUBG Nations Cup là giải đấu PUBG cấp độ thế giới quy tụ những tuyển thủ hàng đầu, khi mà mỗi quốc gia sẽ chọn ra đội hình All-Star để tranh tài dưới một cờ sắc áo của đất nước, mang vinh quang về cho dân tộc.
Có thể nói đây là World Cup của môn PUBG, là sân chơi giúp các nền eSports hàng đầu được đường chính chính khẳng định sức mạnh ở môn bắn súng sinh tồn này. 2022 sẽ là năm đánh dấu sự trở lại của giải đấu này sau 2 năm liên tiếp bị hoãn vì dịch bệnh. Trong lần đầu tiên tham dự vào năm 2019, đội hình All-Star Việt Nam cũng đã có thành tích rất tốt khi giành top 4, mang về giải thưởng 44.000 đô. Đó chính là cơ sở vững chắc để người hâm mộ PUBG nước ta tin rằng đội hình đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục gây tiếng vang tại PUBG Nations Cup. Nhiệm vụ đầu tiên chắc chắn là giữ vững thành tích cũ, đảm bảo một chân trong top 4 như cách đây 3 năm. Mục tiêu cao hơn chắc chắn là vị trí trong top 3, thậm chí là ngồi áo quân hay vô địch. Dẫu biết rằng đây sẽ là hành trình khó khăn khi những đối thủ của chúng ta đều rất đáng gờm, nhưng nếu thi đấu đúng sức, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những cơn địa chấn. Gây bất ngờ tại MSI và chung kết thế giới. Liên minh do là trò chơi thể thao điện tử phổ biến nhất Việt Nam, phong trào thi đấu chuyên nghiệp lớn mạnh nhất là một trong những lá cờ đầu của eSports Việt. Thế nhưng đáng buồn thay, thành tích của các đội tuyển nước ta tại trường quốc tế lại khá khiêm tốn. Mặc dù tạo sự khác biệt lớn ở sân chơi Đông Nam Á, nhưng các đội Việt Nam chưa bao giờ được đánh giá cao tại MSI hay chung kết thế giới. Từ 2017 đến 2019, chúng ta chỉ đứng top 6 MSI. Hai năm liên tiếp 2020-2021 vắng mặt các đại diện Việt Nam vì đại dịch. Thành tích tốt nhất của Liên minh Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại có lẽ là màn trình diễn trên cả mong đợi của GAM tại MSI 27. Năm 2022 tới đây, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đông đảo người hâm mộ Liên minh Việt Nam kỳ vọng các đội Việt Nam sẽ gây bất ngờ khi được trở lại giải đấu đẳng cấp cao nhất hành tinh của trò chơi MOBA này. Chỉ tiêu trước mắt chắc chắn là qua vòng bảng MSI lẫn chung kết thế giới vào cuối năm sau. Nhưng những người yêu eSports Việt hoàn toàn không muốn dừng lại ở đó và kỳ vọng rằng các đội tuyển con rồng cháu tiên sẽ làm được nhiều hơn thế. Những tấm vé vào tứ kết, thậm chí là bán kết chẳng hạn. Trở lại và lợi hại hơn xưa, đó sẽ là khẩu hiệu mà fan Liên minh huyền thoại Việt Nam muốn hô vang khi cổ vũ đội nhà ở đấu trường thế giới. Đạt thành tích cao tại EACC và FECC. Số danh hiệu áo quân EACC 2018 của Vietnam Immortals và hạng 3 EACC mùa đông 2019 của Division X Gaming. Các đại diện Việt Nam chưa có thêm bất kỳ thành tích nổi bật nào tại đấu trường giành giá nhất FIFA Online 4. 2021 đã dấu sự trở lại của nhiều lão tướng như Thanh Tông, Trung Hiếu, Minh Khôi, Đức Hiếu cùng sự vươn lên của những tài năng trẻ như Phú Thành, Tấn Sang. Người hâm mộ bóng đá điện tử Việt Nam kỳ vọng những cá nhân trên sẽ tiếp tục phát huy năng lực giúp các đội tuyển chủ quản đạt được thành tích cao không chỉ tại các giải vô địch quốc gia mà còn hai giải quốc tế là EACC và FECC. Có như vậy, vị thế của FIFA Online Việt mới trở lại ánh hào quang năm xưa như đã từng làm được FO2 và FO3. Giữ vị thế nền tốc chiến hàng đầu. 2021 là năm đầy thành công của Liên minh huyền thoại tốc chiến Việt Nam khi SPTC sau khi vô đối tại giải quốc gia đã có những cú ngược dòng thần thánh và lên ngôi vô địch tại SEA Championship. Đã có thời điểm tốc chiến của thầy giáo Ba là team mạnh nhất thế giới bộ môn này. Có thể nói, thể thao điện tử Việt Nam năm qua đã sống bằng tốc chiến như chính lời cô giáo Minayon nói về đội tuyển SPTC. Đây vừa là động lực cũng vừa là áp lực cho nền tốc chiến nước nhà. Khi bạn đã đạt được một cột mốc nhất định, một kỳ vọng bạn phải giữ thành tích đó hoặc thậm chí là phải hơn. Đây cũng chính là mục tiêu tiên quyết của thể thao điện tử Việt Nam trong năm mới. Chúng ta phải giữ bằng được vị thế quốc gia, có những tuyển thủ tốc chiến xuất sắc nhất như những gì đã thể hiện ở năm cũ. Các học trò của thầy giáo Ba cần có những màn trình diễn tốt hơn nữa để thuyết phục mọi người rằng chiếc vô địch SEA Championship không phải là tai nạn mà là đẳng cấp. Phát triển Valorant mạnh mẽ hơn. Dù là tựa game còn non trẻ, nhưng Valorant đã và đang trên con đường trở thành một trong những trò chơi eSports được yêu thích nhất dưới sự hậu thuẫn của cha đẻ Riot Games. Đây hứa hẹn cũng là bộ môn được đưa vào thi đấu tranh huy chương trong nhiều đại hội thể thao mà gần nhất là Olympic mùa hè 2024. Chính vì vậy mà mục tiêu của thể thao điện tử Việt Nam trong năm mới là phát triển bộ môn FPS này mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Đây không chỉ là nỗ lực phục vụ cho chiến dịch chinh phục Valorant Championship Tour mà còn là sự chuẩn bị về lâu dài cho eSports Việt khi mà tiềm năng của Valorant là vô cùng lớn. Có bước chỉ đạo tốt thì việc các team Valorant đến từ đất nước hình chữ S mới đạt thành tích cao ở đấu trường quốc tế trong tương lai gần là điều không hề viển vông. Khép lại năm cũ, mở ra năm mới với những thách thức mới, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải nỗ lực toàn diện từ tầm nhìn cho đến việc làm để nâng cao vị thế của thể thao điện tử Việt Nam. Giữ vững thành tích cũ, đạt được những cột mốc mới sẽ là những gì mà các tuyển thủ hướng đến. Cảm thể thao cũng xin chúc cho eSports Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành công mới trong năm 2022.